Hướng dẫn bước lại bát hương bà cô ông Mãnh cuối năm đầy đủ và chi tiết nhất. Hoan hỉ chào đón quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Phong Thủy Sao Cát, kênh thông tin hữu ích về tử vi, phong thủy và những vấn đề tâm linh hàng đầu tại Việt Nam. Được sự tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy phong thủy hàng đầu trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Được sự cho phép của thầy Gia Cát, hôm nay kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn video hướng dẫn bốc lại bát hương bà cô ông Mãnh cuối năm. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Bà cô ông Mãnh theo quan niệm là những người chết trẻ trong gia đình, chưa lập gia đình và họ rất linh thiêng. Các linh hồn này thường đi về và báo mộng cho người còn sống, được xác nhận chính xác do các thành viên ở trong gia đình. Đom đóm xanh là ví dụ cụ thể để sinh động về sự thật rất linh này. Đom đóm bay vào nhà và cách hóa chân hương trong buổi cúng bái lễ lạy. Theo quan niệm và theo tín ngưỡng thì đó chính là sự đi về của các linh hồn. Thường thì khi có hiện tượng đom đóm màu xanh bay vô trong nhà thì đó chính là sự hiện diện của các linh hồn. Nên lập bàn thờ riêng cho bà cô, ông Mãnh, bởi trước khi trở thành người âm họ còn rất trẻ, họ nhỏ tuổi hơn nên không dám ngồi chung cùng các vị gia tiên đều là bậc cao tuổi. Không dám ngồi chung giường thờ nên có bàn thờ riêng cho bà cô, ông Mãnh để thờ cúng họ cho thật chu đáo. Trong phong thủy, việc lập bàn thờ và bốc lại bát hương bà cô, ông Mãnh là việc làm hết sức cần thiết vào mỗi dịp cuối năm để họ có nơi khang trang, sạch sẽ, ấm cúng và đón Tết cùng gia đình và phù hộ cho những người trong gia đình một năm cát lành, may mắn. Việc lập bàn thờ và bốc lại bát hương bà cô, ông Mãnh là việc hết sức quan trọng. Chính vì thế mà không thể làm bừa để tránh vi phạm những đại kỵ tâm linh. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ hỗ trợ của kênh Phong Thủy Gia Cát cùng với sự tư vấn của thầy Gia Cát để được mọi việc hành thông, thuận lợi. Trong mọi việc tâm linh thì đồ lễ là thứ đầu tiên để tỏ lòng thành kính với bề trên và những việc cần làm. Vậy nên khi lập bàn thờ hay bốc lại bát hương bà cô, ông Mãnh cần phải có những lễ vật sau. Gà luộc một con, một đĩa thịt quay hoặc thịt luộc, một đĩa bánh bao chay 5 hoặc 15 chiếc, một đĩa chè, thuốc, trầu cau, một mâm cơm, canh, xôi 2 đĩa hoa quả, mỗi đĩa 5 hoặc 15 quả, bánh kẹo, rượu, một đĩa gạo, một đĩa muối, hoa 5 hoặc 15 bông nên sử dụng số bông lẻ, một đèn dầu và 2 cây nến hoặc cốc nến. Đồ mã cũng có 5 đinh tiền vàng, bộ quần áo ông bà tiền chủ, hậu chủ, 2 vàng hoa đỏ đại, 2 vàng ngũ phương, 3 tập tiền tào quan. Ngoài ra quý vị và các bạn cần chuẩn bị thêm hương, trường lạnh, trường hiệu nếu có, chậu sạch, khăn sạch, rượu gừng hoặc rượu ngũ vị hương. Sau khi chuẩn bị xong đồ lễ, ta tiến hành bốc bát hương cho bàn thờ thần linh, gia tiên, thờ 2 bát hương. Để việc bốc bát hương được hanh thông, thuận lợi, ta cần chuẩn bị những vật phẩm sau. Thất bảo, gạo vàng thần tài, ngũ vị hương, cho nếp, tờ di hiệu, giấy trang kim, trầm sông, tài liệu hướng dẫn bốc bát hương và văn khấn. Thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian, tượng trưng cho tinh khí của đất trời hội tụ. Thất bảo là một trong những vật phẩm không thể thiếu khi bốc lại bát hương. Để cho bát hương được linh thiêng, bắt buộc trong bát hương phải có thất bảo. Thất bảo bao gồm những thứ sau. Vàng, ngũ hành thuộc kim là một trong những bảo vật đặc biệt của đất trời, không bị biến sắc, không bị nhiễm tạp, là bảo vật dẫn khí, nạp tài, tượng trưng cho sự bình an và tài phú. Bạc, ngũ hành thuộc kim là bảo vật của đất, đại diện cho sự mộc mạc, chất phác, ánh sáng của trí tuệ, mang ý nghĩa là sức khỏe, trường thọ và an lạc. Hổ phách, ngũ hành thuộc mộc là bảo vật của mộc, kết tinh qua hàng triệu năm mà thành. Hổ phách cất giữ linh khí của mộc được tôi luyện nên nó có tượng trưng cho sự hòa hợp và may mắn. Ngọc phỉ thúy, ngũ hành thuộc mộc là bảo vật được hình thành trong quá trình kiến tạo lớp vỏ trái đất. Ngọc phỉ thúy tượng trưng cho quyền lực, quý phái, đem lại may mắn và bình an. San hô đỏ, ngũ hành thuộc hỏa, một trong những bảo vật quý hiếm với sự kết tinh của vũ trụ. San hô đỏ giúp đem lại may mắn, kỵ tà, thanh tịnh. Đá ma não đỏ, ngũ hành thuộc thổ, là một dạng khác của đá thạch anh nên ma não mang đầy đủ những năng lượng phong thủy tích cực.
mà não tượng trưng cho hạnh phúc, tốt lành và hưng thịnh. Ngọc trai tự nhiên, ngũ hành thuộc thủy, là một trong những báu vật kết tinh của biển cả bao la, có màu ngũ sắc lấp lánh khi đưa ra ánh sáng, tượng trưng cho tài lộc, may mắn. Ngoài ra, trong gói thất bảo của cây phong thủy Gia Cát còn có thêm 9 ngũ sắc theo sự tư vấn của thầy Gia Cát. Sử dụng 9 ngũ sắc trong bát hương để điều hòa ngũ hành, kỵ tà và mang lại sự linh thiêng của bát hương. Gạo vàng thần tài. Gạo vàng thần tài được xem là một vật thần kỳ, cực kỳ may mắn. Nó được chế tạo từ cát và đá tự nhiên thuần khiết. Mỗi công đoạn chế tác đều vận dụng các nguyên lý ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ một cách nghiêm túc. Sự linh nghiệm đặc biệt mạnh của gạo vàng thần tài được sử dụng trong việc kích tài. Vậy nên đây là vật phẩm cần phải có trong mỗi gia đình, đặc biệt là trong việc bốc lại bát hương và kích tài cho bát hương vào ngày mùng 1 và rằm hàng năm. Ngũ vị hương là vật phẩm phong thủy dùng để bốc lại bát hương và bao sải bát hương cũng như bàn thờ. Ngũ vị hương bao gồm các loại hương liệu thảo mộc quý, được dùng rất nhiều trong phong thủy như tẩy uế, dương khí khi vào nhà mới, bốc lại bát hương, pha với rượu để bao sải bát hương, lau dọn bàn thờ cho sạch sẽ, thơm tho. Khi có ngũ vị hương trong bát hương sẽ không còn bị tạp chất, sạch sẽ và thơm tho hơn, mang lại sự linh thiêng cho bàn thờ của bạn. Tờ di hiệu. Tờ di hiệu bát hương là tờ giấy được in thành màu vàng và được viết bằng chữ Hán nôm đỏ. Bộ di hiệu thường được sử dụng để viết tên người được gia đình thờ cúng và được đi kèm với đó là bộ thất bảo. Trong gói thất bảo mà thầy Gia Cát cung cấp đã có kèm tờ di hiệu và cách ghi di hiệu chi tiết cho từng bát hương. Giấy trang kim. Giấy trang kim là loại giấy có một mặt tráng kim, màu vàng, chuyên dùng khi bốc bát hương hoặc cho vào tiểu khi bốc mộ. Lớp giấy lâu ngày phân hủy hết nhưng còn lại lớp kim sẽ bọc lấy và bảo vệ xương cốt. Mọi người nên dùng loại trang kim chuyên dùng, không nên dùng loại giấy bạc bình thường sẽ không tiêu được lớp giấy. Giấy trang kim chuẩn được kênh phong thủy Gia Cát gửi kèm trong gói thất bảo mà quý vị đã thỉnh là thứ không thể thiếu để bảo vệ thất bảo khỏi tạp chất, tạp khí. Trầm sâu. Gỗ trầm hương làm thác khói với hương thơm đặc biệt vốn được xem là có khả năng giúp tẩy hung khí, uế khí trong nhà. Ngoài ra, sản phẩm này còn giúp cân bằng. Vì vậy mà thác khói trầm hương có công dụng giúp tụ vượng khí, góp phần làm gia tăng may mắn, tài lộc cho gia chủ. Sau khi bốc lại bát hương, cần phải sử dụng nụ trầm để xông khí, tẩy uế cho bát hương sạch sẽ trước khi dâng lên bàn thờ. Tài liệu hướng dẫn quy trình bốc bát hương và văn khấn bốc bát hương. Những tài liệu này đã được phong thủy Gia Cát gửi kèm với bộ thất bảo để đảm bảo cho quý vị bốc bát hương được chuẩn chỉnh và chính xác nhất. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ lễ và vật phẩm để bốc lại bát hương, chúng ta bắt đầu tiến hành bốc bát hương theo quy trình sau. Tờ di hiệu sẽ ghi như sau: phụng thờ hội đồng bà cô ông Mãnh, họ, hoặc ghi phụng thờ hội đồng bà cô tổ, họ, trừ vị chân linh. Ghi xong di hiệu, ta tiến hành làm theo các bước sau. Bước 1, sàng cho. Chuẩn bị ngũ vị hương, thất bảo, trầm, gạo vàng thần tài, viết di hiệu, bật lửa, hương, nhang. Bước 2, sau khi sàng lọc cho nếp sạch sẽ, chúng ta tiến hành trộn cho với ngũ vị hương. Trong quá trình trộn cho nếp với ngũ vị hương, tâm ý phải hợp nhất, toàn tâm, toàn ý, nghĩ về việc bốc bát hương. Khi đó bát hương mới linh ứng. Ngoài ra phải đọc ngũ bộ chú trong quá trình trộn cho nếp như hướng dẫn mà thầy Gia Cát và phong thủy Lộc Tài đã có hướng dẫn gửi kèm trong bộ thất bảo. Sau khi trộn cho nếp đều với ngũ vị hương, cho nếp từ màu đen tuyền chuyển sang có ánh vàng của bột ngũ vị hương và có hương thơm dễ chịu. Trộn đều cho nếp với ngũ vị hương xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3, gói thất bảo. Trong bộ cốt thất bảo mà phong thủy Gia Cát gửi cho các bạn có kèm theo hai tờ di hiệu và tờ giấy trang kim, một nụ trầm để xông bát hương. Quý vị và các bạn bóc gói thất bảo ra, lấy tờ di hiệu ghi tên bát hương thờ ai như hướng dẫn của phong thủy Gia Cát gửi kèm trong gói thất bảo. Sau đó gấp gói thất bảo lại, đặt vào mặt sau của tờ di hiệu, gấp tờ di hiệu làm 3 chiều theo chiều ngang, sau đó gấp đều theo chiều dọc của tờ di hiệu từ dưới lên trên. Gấp xong tờ di hiệu, chúng ta lấy tờ giấy trang kim đặt ngược lên bàn. Đặt tờ di hiệu đang gói thất bảo vào, sau đó gấp sao cho vuông vắn, đẹp đẽ. Khi đã gấp xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4, khi đã bao sái tẩy uế bát hương sạch sẽ bằng rượu ngũ vị hương hoặc rượu gừng, ta đặt bát hương lên bàn sạch và tiến hành bốc bát hương.
Đầu tiên chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài xuống đáy bát hương, khoảng 1/3 gói. Tiếp theo chúng ta đặt gói thất bảo vào chính giữa bát hương, sao cho đầu dưới của thất bảo hướng về mặt nguyệt của bát hương. Đặt xong thất bảo, ta tiến hành bốc từng bốc cho nếp vào trong bát hương. Khi cho nếp đến khoảng một nửa bát hương, ta dừng lại rắc tiếp 1/3 gói gạo vàng thần tài đều trên bề mặt cho nếp. Tiếp đến lại bốc cho vào bát hương. Khi cho nếp đến miệng bát hương thì lại tiếp tục rắc số gạo vàng còn lại vào trong bát hương. Lưu ý ở giữa bát hương nên rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn những chỗ khác để khi đặt cây trầm lên sông bát hương không bị hóa, cắm hương sẽ bị đổ, gây nên sự lo sợ cho gia chủ. Để tránh việc này, chúng ta cần phải rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn ở giữa để khi trầm sông xong không bị hóa bát hương. Sau khi rắc gạo vàng thần tài hết, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 5, vệ sinh sạch sẽ bát hương và sông trầm, tẩy uế cho bát hương. Trong quá trình bốc bát hương cho nếp có thể làm bẩn bát hương, quý vị và các bạn hãy dùng khăn sạch, sử dụng nước ngũ vị hương hoặc rượu gừng lau lại toàn bộ bát hương. Sau khi lau chùi sạch sẽ bát hương, đặt bát hương lên bàn sạch sẽ. Nên dùng vải đỏ làm khăn trải bàn, để nụ trầm mà kênh phong thủy Gia Cát gửi kèm trong hộp thất bảo vào chính giữa bát hương để sông khí tẩy uế cho bát hương. Đợi cho nụ trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên bàn thờ và cắm hương. Sau khi hoàn tất các thủ tục bốc bát hương, ta tiến hành dâng bát hương lên bàn thờ, thắp hương và an vị lại bát hương. Quy tắc cắm hương và bài khấn đã được thầy Gia Cát gửi kèm trong bộ bốc bát hương. Nếu cần tư vấn thêm, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với hotline phía dưới để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Trên đây, thầy Gia Cát đã giới thiệu với quý vị quy trình bốc lại bát hương bà cô ông mãnh cuối năm. Hy vọng qua video này, quý vị và các bạn có thể tự mình bốc lại được bát hương một cách chính xác và đầy đủ nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!